Long An, quê nhà của cựu chủ tịch nước Trương Tấn Sang, hôm 2 tháng Giêng trải thảm đỏ chào đón con trai của ông là Trương Thấn Sơn từ thành phố Hồ Chí Minh về nhận công tác, báo chí nhà nước đưa tin. Ông Sơn được điều động tới Sở Xây dựng của tỉnh để làm phó giám đốc với nhiệm kỳ 5 năm, tờ tuổi trẻ cho biết. Khi công tác tại thành phố Hồ Chí Minh, ông Sơn là phó chủ tịch quận Tân Bình Ông Trương Tấn Sơn, 39 tuổi, từng làm phó tổng giám đốc Sài Gòn Tourist, doanh nghiệp du lịch nhà nước thuộc hàng lớn nhất nước, trước khi được điều động tới quận Tân Bình, rồi được bầu làm phó chủ tịch quận hồi tháng 3 năm 2020. Con đường thăng tiến của ông Sơn chậm hơn nhiều so với ông Nguyễn Thanh Nghị, con trai lớn của cựu thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, người được cho là đối thủ chính trị một thời của cựu chủ tịch nước Trương Tấn Sơn. Khi bằng tuổi ông Sơn bây giờ, ông Nghị đã trở thành bí thư tỉnh ủy Kiên Giang, quê nhà của cha ông hồi năm 2015 và là bí thư tỉnh ủy trẻ nhất của cả nước vào thời điểm đó. Lúc đó cả Chủ tịch nước Trương Tân Sàng và Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đều đang đương chức. Lúc 40 tuổi, ông Nghị đã trở thành ủy viên Trung ương Đảng chính thức và là Bộ trưởng Xây dựng kể từ năm 2020.